chào các bạn, chào mừng các bạn đến với khóa học chăm sóc khách hàng. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Phạm Thị Sâm, đang là giảng viên tại Marshall Academy và là quản lý phòng khách hàng tại T9 Group. Như các bạn đã biết thì hiện nay nền kinh tế thế giới phát triển mạnh mẽ cùng với sự bùng nổ của công nghệ thông tin. Hoạt động marketing kinh doanh truyền thống theo kiểu là cứ sản xuất rồi bán chỉnh theo cái cơ chế mới là cảm nhận và phản hồi. Cái cơ chế cảm nhận và phản hồi có nghĩa là tập trung vào việc thu thập những cái suy nghĩ, nhu cầu, mong muốn, mức độ hài lòng, cái cảm nhận, phản hồi tốt hay là xấu của khách hàng về sản phẩm dịch vụ. Các hoạt động marketing giờ đây phải tham gia nhiều hơn vào việc là quyết định đưa sản phẩm dịch vụ gì ra thị trường thông qua cái cơ chế mới, cảm nhận và phản hồi này. Để biết được cái khách hàng có cảm nhận gì, phản hồi như thế nào về sản phẩm dịch vụ của mình thì những người làm chăm sóc khách hàng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Bởi nhân viên chăm sóc khách hàng là người tiếp xúc với khách hàng nhiều nhất, hiểu khách hàng nhất và trực tiếp nhận những cảm nhận phản hồi từ phía khách hàng. Theo cái cơ chế cảm nhận phản hồi này thì các nhà quản lý, chủ doanh nghiệp hiện nay cũng đã dần chú trọng đến cái hoạt động cho khách hàng có nhu cầu đào tạo, nhưng mà vì là quá bận rộn với vô số vấn đề như là kinh doanh, tài chính, nhân sự, điều hành mà chưa có thời gian để tập trung vào hoạt động đào tạo cho khách hàng. Và trong lúc đó thì tôi cũng tiếp xúc nhiều với những nhân viên chăm sóc khách hàng, kể những người mới, những người đã làm vài ba năm và còn chưa hiểu rõ bản chất, còn lúng túng với việc là quy trình, tiêu chí trong hoạt động cho khách hàng. Đấy, thì tôi nhận thấy các bạn đang cần một cái nền kiến thức bài bản thực tiễn về chăm sóc khách hàng, hiểu được cái vai trò cực kỳ quan trọng của cơ chế cảm nhận và phản hồi này, hiểu nhu cầu của nhà quản lý, chủ doanh nghiệp, hiểu được nhu cầu của đội ngũ nhân viên chăm sóc khách hàng mà cái khóa học chăm sóc khách hàng này ra đời. Học viên là nhà quản lý, chủ doanh nghiệp và đặc biệt là các bạn đang làm chăm sóc khách hàng và những bạn sinh viên mà dấn thân vào nghề chăm sóc khách hàng sẽ nhận được gì sau học này? Thứ nhất, bạn sẽ hiểu rõ cái bản chất của chăm sóc khách hàng, vai trò của nó trong doanh nghiệp. Hai, hiểu kiến thức, kỹ năng, thái độ, tư duy, phương tiện và môi trường cần có khi làm chăm sóc khách hàng. Thứ ba, bạn sẽ có quy trình bài bản thực tiễn khi mà làm chăm sóc khách hàng. Và cuối cùng, bạn đã hiểu được thế nào là chăm sóc khách hàng xuất sắc